hội thứ 14, phần tinh tấn Ba La Mật Đa. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Bạc Giả Phạm cùng với 1250 vị đại bí xô trú tại vườn cấp cô độc ở rừng Thệ Đa, tại thành Thất La Phiệt. Bấy giờ của thọ mãn từ từ bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu đại Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, phải dùng phương tiện gì để an trụ tinh tấn Ba La Mật Đa Phật dạy mãn từ từ. Nếu đại bồ tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì mới phát tâm nên nghĩ các vật sở hữu của ta hoặc thân hoặc tâm trước hết phải vì người khác làm việc lợi ích để tất cả sở nguyện được đầy đủ. Ví như người hầu phải suy nghĩ đi đứng ngồi nằm đều theo ý chủ, không nên tự tại làm theo ý mình. Muốn từ nhà đi đến chợ phố vân vân, trước hết phải thư hỏi chủ, sau đó mới đi muốn ăn uống chủ cho mới dùng tất cả mọi việc đều theo ý chủ chúng đại bồ tát cũng vậy muốn chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề lúc mới phát tâm phải nghĩ như vậy sở hữu của ta hoặc thân hoặc tâm đều không nên tự tại mà truyền tùy theo sự nghiệp lợi ích của người khác tất cả đều phải vì họ mà thành tựu đầy đủ chúng đại bồ tát như thế là y chỉ vào tinh tấn ba-la-mật đa không xa lìa tinh tấn ba-la-mật đa vì hiểu tình nên làm việc đáng làm các đại bồ tát đối với tinh tấn ba la mật đa nên chủ như thế ví như ngựa quý nếu có người cưỡi nó liền nghĩ, ta không nên làm cho thân thể người cưỡi lai động mệt mỏi khổ nhọc hoặc hư tổn yên cương qua lại tới lui đi đứng nhanh chậm đều theo ý người cưỡi để hộ trì người ấy không nên vì ta mà làm cho người kia phải khởi lên các tội lỗi giận dữ vân vân như thế chúng Đại Bồ Tát muốn hành tinh tấn Ba La Mật Đa Không nên hành động tùy theo ý mình Phải theo ý thích người khác Để làm lợi ích hộ trì người kia Để họ không khởi các các phiền não ác nghiệp với ta Người kia đối với Đại Bồ Tát Tuy trước không mang ơn Nhưng các Đại Bồ Tát vì người kia tưởng nhớ báo ơn Để thành tựu các sự nghiệp Đại Bồ Tát như vậy là thành tựu tinh tấn ba la mật đa, hộ trì tâm người khác tùy theo ý của người khác mà làm các việc lợi ích an lạc. Đại Bồ Tát như thế là hộ trì tinh tấn ba la mật đa, làm cho các hữu tình được lợi ích an lạc giống như sự nghiệp của mình, thường không nhàm chán. Đó là chúng Đại Bồ Tát an trụ tinh tấn ba la mật đa. Lại nữa, mãn tử tử, nếu Đại Bồ Tát vì muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi ích lớn cho các hữu tình, thường nên tinh cần tu học bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, tâm không thối truyền. Đại Bồ Tát này an trụ tinh tấn, ba la mật đa, nếu Đại Bồ Tát vì muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi ích lớn cho các hữu tình, tưởng nên tinh cần tu học, quán pháp nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bản tính không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tính không, tự tính không, vô tính tự tính không, tâm không thối chuyển. Đại Bồ Tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát vì muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi ích lớn cho các hữu tình thường nên tin cần tu học quán các pháp chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ tâm không thối chuyển đại bồ tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa nếu đại bồ tát vì muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí làm lợi ích lớn cho các hữu tình thường nên tinh cần tu học quán vô minh duyên hành hành duyên thức thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục xứ, lục xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu than khổ yêu não, tâm không thối truyền. Đại Bồ Tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa, nếu đại Bồ Tát vì muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi ích lớn cho các hữu tình thường nên tinh cẩn tu học, quán vô mình diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh sắc diệt danh sát diệt nên lục xứ diệt đục xứ diệt nên xúc diệt xúc diệt nên thọ diệt thọ diệt nên ái diệt ái diệt nên thủ diệt thủ diệt nên hữu diệt hữu diệt nên sanh diệt sanh diệt nên lão tử sầu than khổ yêu não diệt tâm không thối chuyển đại bồ tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa nếu đại bồ tát vì muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí làm lợi ích lớn cho các hữu tình thường nên tinh cần tu học quán thánh đế khổ hoặc khổ hoặc vô thường hoặc không hoặc vô ngã quán thánh đế tập hoặc nhân hoặc tập hoặc sanh hoặc duyên quán thánh đế diệt hoặc diệt hoặc tĩnh hoặc diệu hoặc ly quán thánh đế đạo hoặc đạo hoặc như hoặc hành hoặc xuất tâm không thối truyền. đại bồ tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa nếu đại bồ tát vì muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí làm lợi ích lớn cho các hữu tình thường nên tinh cần tu học bốn tỉnh lự bốn vô lượng bốn tịnh vô sắc tâm không thối truyền. Đại Bồ Tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát vì muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi ích lớn cho các hữu tình, thường nên tinh cần tu học bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, tâm không thối chuyển. Đại Bồ Tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát vì muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi ích lớn cho các hữu tình, thường nên tinh cần tu học pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tâm không thối chuyển. Đại Bồ Tát này an chủ tinh tấn ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát vì muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi ích lớn cho các hữu tình, thường nên tinh cần tu học tám giải thoát tám thắng xứ, chín định thứ lớp mười biến xứ, tâm không thối chuyển. Đại Bồ Tát này an chủ tinh tấn ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát vì muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi ích lớn cho các hữu tình thường nên tinh cần tu học tất cả pháp môn đà la ni tất cả pháp môn tam ma địa tâm không thối chuyển đại bồ tát này an chủ tinh tấn ba la mật đa nếu đại bồ tát vì muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí làm lợi ích lớn cho các hữu tình thường nên tinh cần tu học trí tỉnh quán địa trùng tánh địa đệ bát địa cụ kiến địa bạc địa Di dục địa dĩ biển địa độc giác địa bồ tát địa như lai địa tâm không thối chuyển Đại Bồ Tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát vì muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, làm lợi ích lớn cho các hữu tình, thường nên tinh cần tu học hoặc thắng giải hành địa, hoặc cực hỷ địa, hoặc ly cấu địa, hoặc phát quang địa, hoặc diệp tuệ địa, hoặc cực nan thắng địa, hoặc hiện tiền địa, hoặc viễn hành địa, hoặc bất động địa, hoặc thiện tuệ địa, hoặc phát vân địa, hoặc đẳng giác địa, tâm không thối truyền. Đại Bồ Tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa nếu đại bồ tát vì muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí làm lợi ích lớn cho các hữu tình thường nên tinh cần tu học thanh tịnh năm loại mắt sáu phép thần thông thủ thắng tâm không thối chuyển đại bồ tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa nếu đại bồ tát vì muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí làm lợi ích lớn cho các hữu tình thường nên tinh cần tu học mười lực như lai like, bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả 18 pháp phật bất cộng vân vân và vô biên phật pháp tâm không thối Truyền. đại bồ tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa lại nữa mãn từ từ nếu đại bồ tát vì muốn làm cho cõi phật thật trang nghiêm thanh tịnh thì nên ở lâu trong sanh tử tu học các công đức tâm không thối Truyền. đại bồ tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa nếu đại bồ tát vì muốn thành thục các loài hữu tình thì nên ở lâu trong sanh tử tu học các công đức tâm không thối truyền. đại bồ tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa nếu đại bồ tát lúc mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề giả sử các loài hữu tình trong ba ngàn đại thiên thế giới đều thành bồ tát hoặc còn ràng buộc một đời hoặc còn ràng buộc hai đời hoặc còn ràng buộc ba đời hoặc còn ràng buộc bốn đời mới được thành phật nên nói như vậy các vị phải tinh cần tu học hạnh bồ tát để các vị chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề trước ta sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề sau. Bây giờ Bồ Tát theo lời nói kia bèn tinh cần dõng mãnh, tâm không khiếp sợ. Đại Bồ Tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát hoặc còn ràng buộc một đời, hoặc còn ràng buộc hai đời, hoặc còn ràng buộc ba đời, hoặc còn ràng buộc bốn đời mới được thành Phật, giả sử các loài hữu tình ở ba ngàn đại thiên thế giới, mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nói như vậy. Ngài hãy đợi chúng tôi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề trước, rồi Ngài chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề sau. Bấy giờ, Bồ Tát theo lời nói kia, ở lâu trong sanh tử, tâm không thối chuyển. Đại Bồ Tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát thấy người hành khất đến xin những vật cần dùng, thì mặt không nên nhăn nhó, mắt không hiện tướng sân, chỉ nghĩ như vậy hữu tình như thế là thuận theo sự cầu trí nhất thiết trí của ta, mau chóng tạo phương tiện cho người cầu xin. Đại Bồ Tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa, nếu Đại Bồ Tát vì muốn tất cả hữu tình được an lạc, nên hoặc trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp ở trong địa ngục lớn, chịu các khổ dữ dội nhưng thân không động chuyển, tâm không thối lui đại bồ tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa nếu đại bồ tát giả sử số lượng ngày đêm đồng như đại kiếp tích chứa ngày đêm này lại thành đại kiếp trải qua nhiều thời gian như hàng hà sa số đại kiếp ở trong đại địa ngục chịu nhiều khổ não dữ dội do chịu nhiều khổ não này nên muốn giúp cho một hữu tình được ra khỏi địa ngục xanh ở cõi lành bấy giờ bồ tát hoan hỉ lãnh chịu đại bồ tát này an trụ tinh tấn ba la mật đa nếu đại bồ tát nào nghe nói những việc này mà bộc lộ sự vui mừng thẻ vì hữu tình lãnh chịu tất cả tâm không thối chuyển nên biết đây gọi là bồ tát an trụ tinh tấn ba la mật đa nếu đại bồ tát nào nghe những việc như thế mà tâm kia khiếp nhược không hoan hỉ lòng không muốn lãnh thọ nên biết đây gọi là bồ tát giải đãi nếu Đại Bồ Tát nào nghe các việc lành, tâm liên tục ưa thích thọ hành, nên biết đây gọi là Bồ Tát tinh tấn, an trụ tinh tấn, ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát nào nghe các việc lành, không buộc niệm liên tục thọ hành, thì nên biết đây là Bồ Tát giải đãi. Lại nữa mãn từ tử, giả sử Đại Bồ Tát, đất ở châu thiện bộ này, mà quét từ một chỗ rồi đến nơi khác, quét khắp nơi rồi trở về chỗ cũ, khỏi ý nghĩ. Ta lìa chỗ này đã lâu, nên biết đây gọi là bồ tát giải đãi nếu đại bồ tát làm việc này rồi khởi ý nghĩ ta đến chỗ này thật mau nên biết đây gọi là bồ tát tinh tấn an trụ tinh tấn ba la mật đa nếu đại bồ tát xây cất sửa chữa bảo tháp trải qua một ngày rồi nghĩ ngày hôm nay sao lại giải thế nên biết đây gọi là bồ tát giải đãi nếu đại bồ tát làm việc này rồi khởi ý nghĩ Ngày hôm nay sao lại ngắn vậy nên biết gọi là Bồ Tát tinh tấn.